Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Ở video này hôm nay thì mình không tư vấn máy tính mà cũng chẳng tư vấn MacBook mà cũng không review chiếc máy nào cả. Mà hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm lại tất cả những cái công nghệ đột phá trong năm 2020 có thể làm thay đổi cuộc sống của con người trong tương lai. Các bạn đều biết bây giờ người ta gọi là cái công nghệ đầu tiên mà mình thấy nó thay đổi cuộc sống khá là nhiều. Các bạn sẽ thấy là trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đúng không ạ? Sẽ thấy tất toàn bộ những hệ thống máy móc, thậm chí là những robot giống như người. Thì nó được ứng dụng công nghệ gì ạ? Đó là công nghệ trí tuệ. Bây giờ nó gọi là công nghệ AI. AI thì nôm na là như này. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu nhé các bạn nhé. Thưa các bạn, là sau nhiều năm thúc đẩy bởi sự xuất hiện của hệ sinh thái thiết bị thông minh, các bạn sẽ thấy hệ sinh thái thiết bị thông minh bây giờ từ cái đèn ngủ các bạn thôi đều có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hay là cái TV và kể cả cái điện thoại di động bây giờ cũng gọi là cái công nghệ AI bây giờ cũng rất là nhiều đúng không? Các bạn sẽ thấy các công ty hàng đầu thế giới thì nó như là Alexa này, Google này cũng tạo ra những cái công nghệ rất là nổi bật luôn. Trong năm 2020, AI sẽ mở rộng trong lĩnh vực nhận diện cảm xúc, kiểu cảm xúc và xử lý hình ảnh. Cảm xúc kiểu như giống như cảm xúc con người đấy, nó trí tuệ bây giờ nó kinh khủng rồi. Không biết là trong tương lai thì những cái máy móc thì liệu nó có thể yêu đương như con người chúng ta hay không nhỉ? Đúng ra với thời buổi 4.0 bây giờ thì các bạn sẽ thấy là mọi thứ đều rất là khác biệt. Mình nói cái ví dụ rất là đơn giản nhé. Nếu mà là khoảng 15 năm trước thôi, chúng ta xem các bộ phim khoa học viễn tưởng như là mở cái cửa chẳng hạn bằng nhận diện mống mắt chẳng hạn, thì bây giờ các bạn đã thấy rồi đúng không? Những cái điện thoại di động đấy trên Samsung chẳng hạn, hoặc là iPhone của mình chẳng hạn, dùng Face ID, các bạn hoàn toàn có thể nguyết cái màn hình cái nó tự động mở máy ra. Và kể cả việc đăng nhập một cái tài khoản ngân hàng bây giờ nó cũng có thể dùng như thế, nó rất là đơn giản luôn. Nhưng mà rất nhiều năm trước thì không ai nghĩ bây giờ con người lại có thể tạo ra cái bộ máy nó là kinh khủng như vậy. Hay là bây giờ kể cả cảm biến vân tay ở dưới màn hình chẳng hạn, bây giờ nó cũng rất là nhiều kiểu luôn. Và cái công nghệ thứ hai mình muốn nói đến đó là cái kỷ nguyên của mạng điện thoại di động 5G. Các bạn sẽ thấy là ngày xưa mình còn nhớ là năm 2004-2005 thì mình bắt đầu biết là dùng máy tính. Mình nhớ là ngày đấy cái mạng Internet nó dùng còn dial up ngày xưa ấy. Nhà mình làm con game mà cứ mỗi một lần bạn nào bật cái webcam lên, chắc có lẽ là cái thế hệ 8X thì mới biết được, là cả phòng đang chơi game mà dừng lại hết. Hoặc là bạn nào thôi vào xem sách một cái thì thôi thì hỏng hết cả phòng chơi game luôn. Đó là lúc đó là những cái công nghệ mạng lưu ý nó rất là chậm. Nhưng với băng thông 5G bây giờ thì mọi thứ cái tốc độ của nó thì nó sẽ rút ngắn rất là nhiều. Chúng ta có thể chuyển tải những cái file rất là nhanh luôn, mặc dù là mạng không dây. Và hiện nay các hai quốc gia đang cạnh tranh lớn nhất thì các bạn sẽ thấy đó là mạng 5G của Trung Quốc và mạng 5G của Mỹ các bạn ạ. Và ở Việt Nam bây giờ thì các bạn sẽ thấy là một số nhà mạng rất là lớn bây giờ cũng đang triển khai mạng 5G thí điểm tại thị trường Việt Nam. Vâng, thưa các bạn, là bây giờ cái thứ ba cũng liên quan đến cái tốc độ mạng giờ, đó là đường truyền Internet. Đúng là ngày xưa thì mình còn nhớ lúc mình mở cái quán game ở quê nhà mình mang Internet về đầu tiên, nhưng lúc Internet nó mới lắm. Mọi người cứ nghĩ là lên mạng là chat này hoặc các thứ là xấu. Nhưng bây giờ thì mình cũng không hối hận. Mình mang về thì lúc ban đầu thì dân làng chửi nói các kiểu nhiều lắm. Có khi con đang ngồi chơi LED chẳng hạn, bố mẹ ra đánh tát dầm dầm kéo về. Nhưng mà bây giờ thì nhà nhà đều có mạng Internet. Thậm chí là những cái điện thoại di động của chúng ta có mạng 4G, 5G. Nó rất là thông minh, chúng ta có thể tìm kiếm mọi tài nguyên trên Internet bây giờ. Nhưng bây giờ với cái công nghệ Internet bây giờ nó lại khác hoàn toàn. Bây giờ nó gọi là Internet vạn vật, nghe có vẻ là cũng kinh khủng đấy. Đó là triển khai thực tế Internet vạn vật IoT. IoT nó là hệ sinh thái hấp dẫn, nhưng cho tới nay thì vẫn chưa có nhiều ứng dụng và tác động đáng kể nào cả. Tuy nhiên tới năm 2020, với sự mở rộng rầm rộ của 5G cũng như sự xuất hiện của nhiều cảm biến và công nghệ tầm nhìn, số lượng thiết bị được kết nối và các ứng dụng IoT chính thống sẽ hoạt động ở quy mô lớn hơn. Điển hình như Amazon bây giờ, gần đây thì các bạn sẽ thấy là Amazon đã thành lập công ty là Amazon Go, một hệ thống sử dụng công nghệ IoT và thị giác máy móc để cho phép những người tiêu dùng mua sắm mà không cần đến các thao tác thủ công. Một số các công ty khởi nghiệp bây giờ thì họ cũng đã tạo ra rất là nhiều cái công ty kiểu như này và cái công nghệ như này, mà chủ yếu các công ty đó đều ở Mỹ các bạn ạ, Mỹ và Trung Quốc. Vâng, thưa các bạn, là cái công nghệ thứ tư, gia tăng nhu cầu về sức mạnh xử lý tính toán. Các bạn sẽ thấy là những vi xử lý ngày xưa thì nó sẽ to bằng cả một cái tòa nhà, là những chiếc máy tính đầu tiên. Còn bây giờ thì một chiếc máy tính chúng ta nó rất là thông minh, nó rất là nhỏ bé đấy, thậm chí là có thể chỉ bằng 2-3 ngón tay đã có những cái máy tính cá nhân rồi. Và bây giờ thì những chiếc máy tính phổ thông thì các bạn sẽ thấy nó cũng thu nhỏ rất là nhiều. Trong lượng của những chiếc máy phổ biến tại thị trường bây giờ thì nó chỉ có 1-2 kg.
năm 2020 sẽ là sang năm mình nghĩ là sẽ chứng kiến sự tăng trưởng cũng như cho thấy sự cần thiết về hiệu năng xử lý của máy tính do càng ngày càng nhiều cảm biến tốt hơn, các mô hình AI lớn hơn cùng một loạt các ứng dụng mới hơn và cái gì bây giờ nó đòi hỏi việc phải xử lý nhanh hơn, trơn tru hơn, mượt mà hơn, sắc nét hơn, các hình ảnh chuyển động càng ngày càng phức tạp. Các công ty chuyên nghiệp sản xuất chip thông minh, các bạn sẽ thấy là NVIDIA này, AMD này và rất là nhiều các công ty của Mỹ chẳng hạn, họ đã tạo ra những con chip bây giờ với cái kiến trúc mà cái nhu cầu xử lý bây giờ nó kể cả xử lý mô phỏng này hoặc chip lão này, mô phỏng cấu trúc của lão người này và cấu hình vi xử lý các thuật toán AI hàng đầu. Tóm lại là càng ngày nó càng thông minh và một chiếc máy tính bây giờ có thể xử lý mọi công việc rất là nhanh đấy, và mọi thứ bây giờ đều được rút ngắn. Tóm lại là bây giờ tương lai của những chiếc máy tính bây giờ nó càng ngày nó sẽ càng khủng và nó xử lý có thể được triệu triệu nhiều tỷ phép tính, các bạn sẽ thấy đúng không ạ? Và công nghệ thứ năm, nếu các bạn đã thấy bây giờ ở Mỹ họ đã thử nghiệm rất là nhiều, đó là công nghệ mà bây giờ các bạn sẽ thấy nó là lái xe tự động. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, bây giờ chúng ta đi làm, chúng ta chỉ cần lên một cái ô tô thôi và chúng ta sẽ đi đến một cái quãng đường nào đó chúng ta tự chọn, và cái ô tô chúng ta nó sẽ cực kỳ an toàn bởi vì nó được định hình theo một cái cung đường mà chúng ta được đặt trước, thì các bạn nghĩ nó có an toàn không? Hoặc là có thể lúc đó thì chúng ta chỉ lên xe hơi hay các thiết bị mà để di chuyển chẳng hạn, là chúng ta lên ngủ một giấc ở đến công ty hoặc đến chỗ làm việc, thì các bạn thấy sao? Nếu như rất nhiều năm trước thì chúng ta thấy rất là lạ, nhưng bây giờ thì chả có gì là lạ cả. Từ ô tô bay này, đấy, các thiết bị lái tự động bây giờ này, và thậm chí là xe đạp điện bây giờ, các hệ sinh thái ở Việt Nam bây giờ nhá cũng đang thử nghiệm, đó là xe buýt thông minh có thể tự đưa đến chúng ta đến hành trình. Lái xe tự động đã và đang là một chủ đề nóng. Mặc dù cấp 5 có nghĩa là hoàn toàn tự động vẫn chưa thực sự được triển khai, một số dòng xe của Tesla có thể được di chuyển và lái tự động trên các đường cao tốc của Mỹ, các bạn đã thấy rồi, nhưng chỉ có thể lên cấp 2 thôi, có nghĩa là chưa được tự động hoàn toàn, mà tự động hoàn toàn giờ phải là cấp 5 vẫn có hỗ trợ lái, hoặc cấp 3 người lái vận hành trong môi trường có nghĩa là điều khiển đấy. Tuy nhiên với sự lớn mạnh của công nghệ AI bây giờ, các bạn biết đấy, công nghệ xử lý thông minh với giải pháp xử lý thông tin, tìm đường, vận hành tự động đang là trên đà phát triển đấy, nên mọi thứ bây giờ nó sẽ được thực hiện tốt hơn ở năm 2020. Vâng, thưa các bạn, là cái công nghệ thứ 6 mình muốn nhắc đến các bạn của năm 2020, đó là công nghệ hàng không vũ trụ. Các bạn đều biết bây giờ các chúng ta có thể đi khắp thế giới bằng máy bay đúng không các bạn? Chúng ta có thể đi bất cứ đâu trên thế giới này đi bằng máy bay, hoặc thậm chí là các di chuyển bằng các loại trang thiết bị khác. Nhưng bây giờ nếu mà để ra không gian vũ trụ chẳng hạn, thì chúng ta cần một cái tàu bay có tốc độ bay rất là nhiều, nhanh gấp nhiều lần chẳng hạn, ví dụ như vậy, và cần rất nhiều thiết bị để đưa chúng ta ra ngoài vũ trụ. Nhân loại sẽ bắt đầu quay trở lại vũ trụ vào năm 2020, và ấy phần lớn các dự án được thúc đẩy bởi các tập đoàn tư nhân các bạn ạ. Thực tế cho thấy từ cái thời chiến tranh lạnh, đó là 1953-1962, những tiến bộ về công nghệ vũ trụ đã bắt đầu chậm lại. Giờ đây các tên tuổi đáng chú ý đang thực hiện tiến bộ trong ngành hàng không vũ trụ bao gồm, các bạn sẽ thấy là SpaceX này, Blue Origin này ở Mỹ này, ở Trung Quốc chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân như là Link Space chẳng hạn cũng đang đạt được các tiến bộ đáng kể trong các ngành khoa học về không gian. Tóm lại tương lai chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đi ra ngoài vũ trụ. Và thực ra bây giờ nó cũng đi được đấy thôi, nhưng mà thứ nhất là nó đắt đỏ, nhưng với những cái công nghệ phát triển bây giờ thì có thể đưa một chuyến du lịch ngoài không gian đấy, các bạn nghe thấy nó cũng hơi hoang tưởng, hơi hoang đường, nhưng năm 2020 thì có thể sẽ thành sự thật các bạn ạ. Còn thưa các bạn, là cái thứ 7 mình muốn nói đến, đó là công nghệ bảo vệ sức khỏe bây giờ. Với việc bây giờ con người được trang bị các loại thiết bị máy móc càng hiện đại, thì các bạn sẽ thấy là với trí tuệ nhân tạo, đó là AI bây giờ, thì các trang thiết bị máy móc con người càng ngày chữa trị các căn bệnh, nó sẽ chính xác hơn, tự động hơn. Nói chung là trong tương lai thì tất cả những cái máy móc có thể là chuẩn đoán hết bệnh cho mình và không phải con người cần vận hành nữa, mà chữa bệnh thì bằng các máy móc hoàn toàn tự động. Có thể là năm 2020 thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều thứ tiến bộ, mà tương lai gần thôi, mọi thứ đều tự động hết đấy. Chẳng hạn là việc các bạn khám sức khỏe này và tự động khám và chữa bệnh chẳng hạn đều bằng máy móc hết, các bạn có thấy là nó cũng hay không? Nhưng mà với công nghệ bây giờ thì mọi thứ đều là có thể các bạn nhé. Còn thưa các bạn, là công nghệ thứ 8 mình muốn nói đến, đó là ứng dụng trong cái việc trồng trọt hoặc là thu hoạch nông sản của con người bây giờ. Mình còn nhớ hồi mình rất là bé thì các bạn sẽ thấy là từ cái việc cấy lúa này, đúng không ạ, gặt lúa này, và thậm chí là thu hoạch các ví dụ như là lạc hoặc là thu hoạch lúa mì chẳng hạn hay vân vân, thì chúng ta hoàn toàn phải dùng thủ công bằng tay đúng không ạ. Và bây giờ trên cánh đồng của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là một cái máy cắt lúa tự động, nó có thể cắt cả một cánh đồng chỉ trong một buổi sáng thôi, cắt hết rồi đấy. Bây giờ việc được ứng dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI
thì tất cả những cái máy móc nay mai con người từ cái việc là trồng một cái cây như nào và phát triển tưới bón ra sao hoàn toàn tự động luôn đấy. Và đơn giản rất như ở quê hương chúng ta bây giờ thì các bạn sẽ thấy là những cái máy cắt lúa cũng có này, máy để đi là gì nhỉ, bón thuốc trừ sâu bây giờ tự động cũng có này. Nói chung mình thấy nó nhiều lắm. Và bây giờ những cái năm 2020 bây giờ thì toàn bộ kể cả ở các nông thôn hoặc ở các nước kém phát triển đi chăng nữa thì đều được ứng dụng với các công nghệ máy móc. Và thậm chí bây giờ thì các bạn sẽ thấy là họ nghiên cứu để trồng một cái loại cây gì đấy, họ nhân bản của loại cây gì đấy. Có một số loại cây bình thường nó chỉ chẳng hạn chỉ có mùa hè nó mới có quả chẳng hạn, nhưng bây giờ quả quanh năm luôn, và thậm chí là trên một cái cây và có thể có rất nhiều loại quả luôn đấy, đều bằng những cái công nghệ nghiên cứu của con người. Và việc thu hoạch bây giờ hoàn toàn tự động và việc phát triển bây giờ cũng hoàn toàn tự động đấy, với cái trí tuệ nhân tạo AI bây giờ mọi thứ đều thay đổi trong năm 2020 các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình đã tổng hợp 8 cái công nghệ của xu thế năm 2020 có thể thay đổi cái cuộc sống cũng như những suy nghĩ của con người. Tóm lại thì không biết là loay mai như nào, thì mọi thứ đều tự động thì con người lúc đấy thì càng ngày càng lười chẳng hạn, thế không hiểu lúc ấy là sao nhỉ. Có những lúc mình sống ở cái thành phố này, mình nói luôn, mình lại ước mơ để trở về một cái gì đó tuổi thơ. Chứ còn bây giờ thì cái gì sáng ra là công việc, tối đến công việc, và mọi thứ đều được tự động. Và con người thì ngày càng ăn nhậu, béo phì rồi đủ các loại bệnh. Chứ ngày xưa trẻ con ở quê khỏe lắm đấy, bây giờ trẻ con thành phố các bạn thấy là cái gì cũng có nhưng là rất hay ốm. Mình nhớ là ngày xưa hồi mình còn rất là bé thì mình có thể đi tắm mưa chẳng hạn, tắm rầm rầm luôn. Ai bây giờ cứ mưa cái là chạy đi tắm, chạy đi khắp đường này chỗ kia, chạy ra chợ các kiểu còn đà điểu, thế mà có ốm đâu. Thế bây giờ nó thực sự các bạn đi ra đường dính tí nước mưa về cái là hắt hơi sổ mũi ốm ngay, làm không dậy được đấy. Thì không hiểu nếu mà trong tương lai mọi thứ đều tự động thì con người sẽ ra sao nhỉ, thì hãy để tương lai trả lời các bạn nhá. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.